Nhắc đến mấy cái cỏ thì mấy bác biết không, dòng máy mà xài gần như sướng nhất và ngon bổ rẻ nhất trong các dòng thì chỉ có dòng này thôi. Tính chất của nó vừa chịu đời, phụ tùng lại dễ, mọi cái dễ, và bên em về vô xăng nổ luôn, và đặc biệt bên Nhật nó đang phát cước luôn đấy. Đây, nói cho mấy bác nghe này. Một ga một là đứt luôn, thấy không? Hơi này, hơi đó. Hitachi nha, dòng máy siêu bền, và bên em con này về em vô xăng nổ luôn này. Đấy, mọi người nghe tiếng máy này, đây nhá, bên Nhật nó đang phát cỏ luôn này. Rồi, bây giờ em sẽ rửa luôn nha. Hitachi CG33. Đấy, về bên Nhật đang phát luôn, dây cước còn luôn. Rồi, ok. Sẽ rửa ra nha và sẽ bán cho mọi người.